Thứ 12 xứ, 18 giới là gì? À, 12 xứ, nói như thế này nè, tức là chúng ta có 6 căn, tức là 6 giác quan ấy: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là 6 giác quan, chúng ta gọi là 6 căn. Và tương ứng với 6 giác quan đó thì chúng ta có 6 đối tượng của nó. Ví dụ như mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh. Trong 6 đối tượng thì tương ứng với nó là hình ảnh nè, âm thanh nè, mùi hương nè, vị giác nè, rồi cái cảm giác nè, và cái pháp. Pháp tức là cái đối tượng mà tâm chúng ta suy nghĩ. Thì chúng ta như vậy 6 cái đối tượng đó chúng ta gọi là 6 cảnh ha. Đấy, thì chúng ta có 6 căn và 6 cảnh, thì 6 cộng 6 là 12. Đấy. Và chúng ta giác quan và đối tượng của nó không chưa có đủ, mà chúng ta còn cần phải có sự nhận thức ha, có sự nhận thức tiếp nhận cái thông tin của nó. Thì lấy ví dụ khi chúng ta nằm ngủ, có ai đó mở cặp mắt chúng ta và đưa cái hình ảnh lên trước cặp mắt của chúng ta, thì rõ ràng đấy, nó có giác, có mắt nè, có hình ảnh, nhưng mà chúng ta không thấy, bởi vì cái chúng ta không có được cái sự nhận thức của cặp mắt đối với hình ảnh, không có sự nhận thức cái hình ảnh đó, thì cái đó chúng ta gọi là thức. Chúng ta có 6 thức à, cũng y chang như vậy đó, tương ứng với 6 giác quan để chúng ta có thể nhận thức được 6 cái đối tượng của nó. Thì như vậy chúng ta có 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. 6 cộng 6 cộng 6 là 18. Nó là như vậy.